Ê à, em sợ dữ vậy? Em chơi mà em sợ dữ vậy? Em đi chơi mà em thở dữ vậy? Cái lục bình này người ta lấy cái người ta ăn luôn nha. Ngó đúng rồi. Trời ơi, cái gì mà đẹp dữ trời. Phá, bà bẻ cho gãy nè. Bà này bà không yêu hoa đâu. Trời ơi, bánh chanh. Gió đâu thả diều. Cánh đồng bát ngát. Thả diều, nướng bắp, câu cá. Thêm bà E này nhiều chuyện nữa. Bà thở như con voi á. Thôi được rồi. Để nào. Khi nào nó thành lên lửa rồi, nó bắt vô. Hết chơi được luôn. Còn cái bà kia, bà làm cái cần câu thôi mà nãy giờ chưa xong. Câu cá. Câu cá trắng với cái lòng tông. Giờ không gió nó không thả diều được. Từ sáng giờ nó thông minh mà. Rồi để mẹ nhúng mắt đi. Thôi để cho nó ngồi nghỉ đi. E khói nè, khói cây mắt e rồi. Chạy đi e, khói cây mắt. Nó bị khói cây mắt rồi. E, dâu em cũng phải qua mẹ hả? Để mẹ nướng sơ mấy cái bắp cái. Để vỏ nướng trước cơ. Hồi tối lục vỏ là mà hai nộp. Quay hả? Qua đây nè em, qua đây ngồi nhẹ nè em. Trời định chụp cái nghe vậy. Chân, chân đi đứng lên đây ơi. Em muốn bắt với mẹ hả? Có được 4 trái bắp. Em muốn bắt nha. Em lăn xăng quá. Rồi đợi xíu đi. Bà khói vô đôi mắt bà. Đứng trên gió. Ôi mẹ ơi, mình nướng bắp mà mình lột cái vỏ ra nó khô nước. Đỏ hết rồi anh, nó đỏ. Đi đâu vậy em? Em đi đâu mà em đi vòng vòng vậy? Mặc đồ mới nha.
tắm gì mới sạch sẽ rồi. Người ta đi ra ruộng chơi mà. Nên nhúng bắp nha. Người ta tắm gì mới sạch sẽ rồi. Rồi lửa lên rồi coi chừng nó khét nha. Người ta tắm rửa sạch, e tắm rửa sạch sẽ rồi đó nha. Em đừng có vô nữa nha nha. Coi chừng khói á, em đi chơi đi, vòng vòng chơi đi, mẹ nhúng bắp. Em đi vòng vòng chơi đi, phải có phải sát sát gì đó. Này khoai lang chui vô cũng được hả? Thả diều. Dạ, gió đứng quá. Hướng gió bên đây nè mèo. Đúng rồi, đúng rồi. Chết rồi. Tiếng khét bên ngoài. Dạ dậm chậm thôi em ơi. Con mệt á. Anh vô nó chạy nhanh. Không có gió, gió đứng quá. Ê, đừng có chạy nữa. Em ơi, con đừng chạy con, chạy mệt á. Nó sắp chín rồi nên mình lấy than thôi mèo ơi. Khét luôn rồi nè. Lấy than thôi. Nãy ngô đi đâu vậy? Xe rùi nha. Đi đó. Xe mượn gọi thôi. Nè. Gọi ai vậy? Cái gì vậy? Luôn. Đang live hả? Phát trực tiếp hả? Hả? Quay video. Nắng hơi mà. Cây nào ba cây bị gãy rồi này. Nắng lên rồi.